Chào các bạn, dịch Covid nên mình ở nhà hơi bị nhiều, nên hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm dự án thùng rác thông minh sử dụng Arduino. Nếu thấy hay thì cho mình một like và một subscribe, chia sẻ clip cho mọi người cùng làm nhé. Linh kiện cần có một là siêu Arduino, 2 cảm biến siêu âm, 3 servo SG90, 4 mod test, 5 dây cắm, 6 cắp USB, 7 thùng rác mini. Kết nối cảm biến siêu âm với Arduino, chân trích nối chân 3, chân E cho nối chân 4, chân VCC nối 5V, chân GND nối chân GND của Arduino. Kết nối servo SG90 với Arduino, màu vàng nối chân 2, màu nâu nối GND, màu đỏ nối 5V của Arduino. Sơ đồ kết nối. Nạp quốc vào mạch. Nhớ đăng ký kênh và bấm theo dõi để xem những clip mới nhất. Làm theo hướng dẫn của clip nhé.